Sexy lên em ơi, đúng không? Đúng không? Sexy lên em ơi, đúng không? Đúng không? Sexy lên em ơi, đúng không? Đúng không? Em đúng không? Em gái bay. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, mua robot giá rẻ uy tín. Preview. Đây là video bản thực trình đúng chuẩn nha. Tao có làm gì đâu, tao không quýnh người ta đâu. Tao bị tắt PB rồi. Đi đâu để đam mê quýnh thôi gì á, cứ một khách rồi. Đó, thấy không? Đói, vậy mà vẫn còn dính. Header Soro chưa chuẩn như dính. Soro còn hơi, Soro ra ngoài còn dính chặt nheo. I'll show you.
giác cũng có bốn điều nào đã đã kiểu ổng ổng tận rốn rồi biết không. Đó là bình thường mà. Thầy thử thì như tao, tao mượn điện thoại mua trả cũng khó rồi. Anh cùng có nỗi đau không? Chỉ có hồi xưa tôi tập thiền nó làm trên nó xíu nổ dạ, trên vẫn trôi dạt vào cho bên tải trôi xuống. Đi rồi ghê quá. Đừng công. Vậy đi, vậy đi. Tôi hiểu quánh gì lên đâu không bắt giọt máu nữa. Vậy. Tôi hiểu quánh gì lên đâu không bắt giọt máu nữa. Để hết tâm đi ra rồi, nãy giờ anh cần cái của mày đi hồi máu hết tâm. Tùy theo thôi. Nè, muốn lê đơn mất máu không? Hồi nãy tại thợ dưới đất, giờ muốn trên sông nè. Rồi, vô lê đơn. Ready? Go! Vô, quýnh đây. Cho lúc đó thôi anh. Mua đâu? Mua kẹt gì hôm bữa mình mua kẹt gì 2060 hay là 3070? Không không. Sản phẩm để treo mấy ảnh cái này kia rất nhiều. Nên nếu mua cái đó 12 GB RAM chứ không tao mua 3060 Ti chứ không mạnh với ai luôn đó. Tao không có thấy chứ nhiều. Còn nó không yếu hơn Ti tới cả gần tới 2% sức mạnh mà giá chứ không có nhiều đâu. Kiểu gì mua cái đó gì cái VRAM để treo mấy ảo. Mà vô quanh trận tốc chiến. Ừ. Vậy mà lao đi cuộc băng thì nó tăng như thế nghĩa chứ. Nghĩa mà. Chơi nữa, ta đi ải vô mua đưa lên đây vô đổ.